Nguyễn Ngọc Hưng năm nay mới 17 tuổi, còn Thanh Hằng năm nay 19 tuổi. Theo nhận định của giới chuyên môn, trước khi bước vào trận đấu này thì Thanh Hằng là võ sĩ có lợi thế hơn. Cô có kinh nghiệm thi đấu và được đào tạo bài bản hơn. Mặt khác thì tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Thanh Hằng có điều kiện tập luyện thi đấu giao hữu và tích lũy kinh nghiệm với nhiều đối thủ đồng cân đồng lạng và đồng cùng trình độ với mình. Trong khi đó ở Tiền Giang thì rõ ràng phong trào võ thuật không thể sánh bằng so với Thành phố Hồ Chí Minh, nên đó cũng là một cái điều bất lợi đối với Ngọc Hưng trong việc tập luyện và phát triển về mặt chuyên môn của mình. Chúng ta đã thấy vừa nhập cuộc, các võ sĩ đều tung ra những đòn phát rụ, những đòn leg kick rất nặng. Đặc biệt là cái chân trái của Thanh Hằng, như cái chân phải của Ngọc Hưng. Một trận đấu mà cả hai võ sĩ đứng cùng kèo với nhau. Vừa rồi thì Thanh Hằng có một cú đấm vòng bằng tay trái chính xác. Và đây là một trận đấu kickboxing, các võ sĩ sẽ không được phép ôm ghì cũng như là lóc chỏ gối, chỉ được sử dụng những đòn đấm và đá. Một đòn phang đùi chất lượng của Thanh Hằng. Trong 8 trận đấu trong buổi tối ngày hôm nay thì đây là trận đấu duy nhất dành cho các nữ võ sĩ. Đối với các nữ võ sĩ ở tất cả các môn võ thuật, không riêng gì với kickboxing, thì việc được tham dự những giải đấu như thế này vô cùng quan trọng, giúp cho họ có cơ hội để rèn luyện, để trui rèn bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm. Bây giờ Ngọc Hưng đang dùng Thanh Hằng vào góc đài với những đòn đấm của mình. Cho tới thời điểm này tôi có thể nhận định Ngọc Hưng đang là người có những đòn tay chất lượng hơn. Chân trái chất lượng của Thanh Hằng. Thời gian còn lại của hiệp đấu khoảng 20 giây. Xếp lại hai võ sĩ thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút. Tinh thần thi đấu của võ sĩ đến từ Tiền Giang rất mạnh mẽ và đầy tự tin. Một đòn quật ngã không hợp lại của võ sĩ gốc này ở Thanh Hằng. Và ngay lập tức chúng ta thấy cô đã bị trọng tài Giao Linh nhắc nhở. Hiệp đấu đầu tiên đã khép lại, cả hai võ sĩ đã thi đấu rất nhiệt huyết. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Ngọc Hưng, võ sĩ 17 tuổi đến từ Tiền Giang, đã có một hiệp đấu ngang ngửa so với đối thủ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ta có thể thấy thì xét về mặt thể hình, xét về kỹ năng thi đấu thì rõ ràng Thanh Hằng được đánh giá cao hơn vì cô có cơ bắp săn chắc hơn và thể hình cũng tốt hơn so với Ngọc Hưng. Ngọc Hưng vẫn như là một cô nữ sinh trung học và bước lên sàn đài với một tinh thần thi đấu rất hồn nhiên nhưng cũng đầy quyết tâm. Hai võ sĩ bắt đầu bước vào hiệp đấu thứ hai. Hiệp đấu thứ hai được bắt đầu. Xin nhắc lại, vẫn là Thanh Hằng ở góc đỏ và Ngọc Hưng ở góc xanh. Vừa rồi là một loạt đổi đòn chân chính xác của cả hai võ sĩ. Phòng thủ phản công rất tốt của Ngọc Hưng.
cho đến thời điểm hiện tại tôi vẫn đang đánh giá cao Ngọc Hơn hơn ở trong trận đấu này. Sức trẻ và sự tự tin đang giúp cho Ngọc Hơn có một hiệp đấu khá tốt trước Thanh Hằng. Đúng như anh Đức Phát nhận định, Ngọc Hơn đang có sức trẻ tốt hơn cũng như là sự đồng đều trong các mảng kỹ năng của mình. Chúng ta thấy những đòn tay rất nhanh của võ sĩ gốc đài xanh Ngọc Hơn. Có vẻ như Thanh Hằng đang bị ngợp trước đòn tay và tốc độ của võ sĩ gốc đài xanh. Chúng ta có thể thấy sự quyết tâm của cô gái đến từ Tiền Giang. Thanh Hằng sử dụng rất nhiều những cú body kick bằng chân trái. Và tâm đá của cô là nhắm vào vùng mạng sườn của Ngọc Hân. Và vừa rồi, trước khi tung đấm là một cú đá chân phải rất nặng của Ngọc Hân, ăn thẳng vào phần sườn của Thanh Hằng. Và bây giờ Thanh Hằng đang có dấu hiệu bị xuống thế lực. Theo tôi thì lúc này thì cả hai võ sĩ đều có dấu hiệu sa sút về mặt thể lực. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì họ đều là những võ sĩ còn khá trẻ. Với Ngọc Hân thì năm nay mới 17 tuổi, mới làm quen với võ thuật trong vài năm trở lại đây. Và đang thượng đài ở một cái hiệp đấu kéo dài tới 3 phút trước một đối thủ có lớn tuổi hơn mình, được đào tạo tốt hơn. Vâng, đúng như anh Đức Phát nhận định, hai võ sĩ đều đang không được tốt về mặt thể lực do thời lượng của trận đấu khá dài. Và vừa rồi một cú đá đầu chính xác của Thanh Hằng, tuy nhiên nó chưa thực sự ảnh hưởng nhiều đến Ngọc Hân và áp lực vẫn được võ sĩ gốc đài xanh duy trì đều đặn. Nhưng chúng ta cũng phải ghi nhận rất nỗ lực của Thanh Hằng với những liên tiếp những cú đá bằng chân trái, và quỹ đạo của những cái cú đá của Thanh Hằng rất là đa dạng, khi thì là những cú body kick, khi thì những cú đá vào vùng đầu của đối phương. Vâng, như vậy hiệp đấu thứ hai đã kết thúc. Chúng ta đang cùng theo dõi lại những diễn biến chính ở hiệp đấu thứ hai vừa qua. Có thể nhận thấy sự thi đấu rất quyết tâm của võ sĩ 17 tuổi đến từ Tiền Giang, đó là Trần Phan Ngọc Hân ở góc đài màu xanh, khi cô có những combo đòn thi đấu đa dạng hơn với những cái đòn tay và luôn gây áp lực đối với Thanh Hằng và buộc Thanh Hằng phải di chuyển lùi và chỉ sử dụng phần lớn là những cú đá bằng chân trái. Tuy nhiên những cú đá bằng chân trái của Thanh Hằng thì không đủ uy lực để có thể gây khó khăn cho Ngọc Hân. Hiệp đấu thứ ba sẽ là hiệp đấu mà yếu tố về mặt thể lực, sức bền, võ sĩ nào có sức bền tốt hơn sẽ chiếm ưu thế và có khả năng giành chiến thắng. Vẫn là những cú đá bằng chân trái sở trường của Ngọc Hân. Xin nhớ lại, góc đài đỏ là những cú đá bằng chân trái của Thanh Hằng. Rất đẹp mắt thưa quý vị. Tuy là những võ sĩ nữ nhưng sự quyết liệt không hề kém cạnh những đồng nghiệp nam. Đòn đá chân trái rất đẹp chặn đứng và tấn công của Thanh Hằng. Chỉ lại Ngọc Hân tung cú đá chặn đứng loạt tấn công của Thanh Hằng. Chúng ta có thể thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt của võ sĩ gốc đài đỏ. Tuy nhiên cô vẫn tích cực tấn công. Sự quyết liệt của Ngọc Hân cho đến thời điểm hiện tại, võ sĩ gốc đài xanh đã làm rất tốt ở cả hai hiệp đấu trước.
Và trong đầu hiệp đấu thứ ba này, Ngọc Hưng gần như không cho Thanh Hằng có khoảng trống để thở. Với những bước chân sử dụng đôi chân khá tốt của mình thì Thanh Hằng chúng ta thấy vẫn duy trì được sức ép, vẫn duy trì được những cái đòn tấn công, và những cú đạp, những cú chặn của cô đã khiến cho Ngọc Hân không dễ dàng gì tiếp cận áp sát để có thể tung ra những cái đòn tay. Và bây giờ trận đấu phần lớn diễn ra bằng các đòn tay của hai võ sĩ trao đổi. Những cú đấm thẳng của Ngọc Hân kết hợp với leg kick, kết hợp những cú đá vào phần đùi, những bước chân mệt mỏi nặng nề của Thanh Hằng. Tuy nhiên cô vẫn không hề bỏ cuộc, không hề lùi bước. Sự nỗ lực của các võ sĩ đều rất cao, và Ngọc Hưng vẫn đang là người tiến lên để chủ động. Đấm trái tốt của Thanh Hằng. Trận đấu đang trôi về 30 giây cuối cùng. Thanh Hằng cần làm nhiều hơn nếu cô muốn là người chiến thắng trong trận đấu này. Mười giây cuối, hai võ sĩ tiếp tục chiến đấu rất quyết liệt. Và như vậy trận đấu đã kết thúc. Một trận đấu mà cả hai võ sĩ trẻ đã thi đấu đầy quyết tâm. Quý vị thân mến, vì trận đấu này là một trận đấu ngang tài ngang sức nên là trọng tài của chúng ta đang rất phân vân và chưa thể đưa ra quyết định ngay bây giờ. Và kết quả, người thắng trong trận đấu này thuộc về võ sĩ ở phía góc đài xanh, Trần Phan Ngọc Hồng.